Đây, cổ để bình thường. Không có gì đâu giờ mình. À, cái này trong nách nhiều lắm á. Không phải, nó hồi đó bị nách cũng một chút cục. Tự nặng được luôn. Không biết sao cảm này nặng xong nó thấy là trắng còn ít thì ít được. À, từ ngày 6-7 với mình làm ghi nợ luôn. Cố gắng xí nha. Xí ra. Ra rồi đấy. Chúng ta thu hồng ngọc. Đâu có mụn đâu, có nhiều thì
xíu một cái. Ngồi thì nhỏ trong di sản. À, anh đưa tiền, đưa tiền cho Vũ ra lấy. 25-30 chứ không được, anh cứ mua đại đi. Cứ đưa lại cho hắn đi. Nó còn liền tậu nữa. Chà rứ. Đụng nữa đây. Thúc nữa chết đó. Đụng nữa đi. Đủ cổ. Thank you.
Ủa chị bé này làm có 300 hả em? Alo. 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 Alo, chơi cái mỏi phải spa luôn Nguyễn không ạ? À, đúng rồi. À, hiện tại bây giờ là chị có rảnh không chị ha? Tại vì em muốn xử lý một cái mụn thôi, tại vì nó cũng hơi bị viêm mất. À, em cứ qua đi. Dạ, chị có thời gian không mà chị dành cho em ít hả? Thì em cứ qua đây rồi xíu là chị làm thôi. À, hiện tại bây giờ là qua là cũng còn thời gian làm đúng không chị? Tại vì tối nay còn đi nhà thờ nữa. Ok, ok, em cứ qua đi. Dạ, ok chị. Ok. Da 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 da.